Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy Tư và Hảo Tân Hưng Long An cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Bác chị em thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh máy của em ha. Thì hôm nay em về được mấy cái động cơ máy dầu của bác chị em, máy bốn máy của bác chị em. Con này là Kubota V1505 ha. Cơ này nó mới khủng khiếp lắm. Có thể em quay cho cô bác chị em chi tiết nha. Máy này nó mới là giống như là 99% luôn. Con này giá rất là knock out quá chị em. Ở trên bãi thì chắc có lẽ nhiều cô bác chị em cũng bán máy cũng biết ba cái động cơ máy này. Em về ba con nha. Ba con như nhau luôn. Con nào cũng nói là sát thủ bên mình gì nè. Cái sơn của bác chị em nhìn thấy giống như là mới sơn lại quá chị em ha. Máy này mới dữ lắm, mới luôn. Cái nước sơn mà nó sơn lại á thì quá chị em rất là dễ biết á, rất nhận biết nha. Màu xanh nó hơi đen. Cái thứ nhất, cái thứ hai việc quá chị em sử dụng loại mà rửa máy đó, tất cả như 909 rồi đó thì có thể màu nó sẽ bay màu liền nha. Còn nước sơn kia nó là không bao giờ. Thì cái máy đẹp á nó sẽ liên quan rất là nhiều thứ quá chị em. Nhìn ốc chân nền nè. Đây nè. Cái bộ lửa nè, khủng khiếp không? Bác anh em nhìn miếng gombo nè, tê tái tâm hồn không? Boe nè ha, đội đầy đủ chứ không thiếu gì hết của mấy chị em. Nó chỉ là không có cách nước thôi. Cái nước của nó bị mã số nè, 9552. Cái nước của nó bị hư hết rồi, em mà không có lấy. Trong quá trình vận chuyển về đó, nước nó bị méo hết trơn. Máy này hầu như là nó như máy mới quá chị em, quá trời luôn. Không phải bán được cho kịp không? Nhìn cái bô ở trên này các bác em, khủng khiếp không? Thì thời gian qua thì em cũng có review mấy cái động cơ, em cũng có nói với quá chị em đó, cho quá chị em tham khảo là nó mới là rất là nhiều yếu tố. Nước sơn mới, bô mới, tất cả cái gì phải mới nha. Chứ còn nếu mà nước sơn mới mà những cái chỗ khác nó cũ á, là điều đó mình phải suy nghĩ kỹ lại ha. Còn cái này nó mới toàn bộ ha. Con này em cam kết quá chị em là 98% nha, như một cái máy mới luôn. Ghê hồn không? Nhưng mà em có ba con giống gì của chị em, giá knock out ha. Nhưng mà có bác anh chị em nào máu lửa chịu chơi á, chịu đầu tư á, thì có thể mua con máy này chạy đã bà cố luôn. Để thì em đề máy cho bác chị em nghe nha. Đề máy không? Cái ga quá chị em về có thể của bác chị em chỉnh nhỏ lại ha. Này nó còn limit nè, em không có chỉnh nhỏ, em không có chỉnh. Tại chỉnh cái nó chốc nước sơn quá chị em. Ra mình để nguyên kim. Con ra con. Thầy hám coi em. Tắt rồi, tắt máy đi. Quay cho bác chị nhìn thấy tốt dữ luôn nè. Xa quá nhìn không thấy. Chắc khó nhìn quá nhìn ha. Quá mới quá chị em, cực kỳ luôn. Quá chị em nào có đam mê á, máu lửa thì một cái động cơ này ha. Nói chung là con máy mà nó mắc rẻ hơn 2-3 triệu là chỉ nó quá bình thường quá chị em. Giống như nhà phố thôi. Nhà phố thì nói chung là mặt tiền kế mặt tiền, người hẻm, người sẹt, nó khác nhau rất là nhiều, giống như động cơ cũng vậy thôi. Thì bên em luôn chọn những cái con máy rất là VIP quá chị em, để qua phục vụ cho quán chị em xài lâu xài bền nha. Mình bán đi rồi là có thêm một người bạn quá chị em ha, chứ không phải là bán thêm một con máy mà có thêm một kẻ thù. Khi mình bán người ta chài không có được quá chị em thì người ta rất là buồn phiền mình ha, ta nguyền rủa mình cũng không có làm ăn được. Nhìn con ốc bô nè, từ đó giờ em chưa thấy có máy nào mới như máy này chứ, quá trời mới luôn. Nhưng mà giá nó tê tái lắm quá chị em, rất là tê nha.
Thì cô bác chị em xem video mà thấy kênh em bán máy chất lượng á, cô bác chị em đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha, để khi nào em có mấy cái động cơ đẹp như thế này nè, em quay em đăng lên cho cô bác chị em xem. Thì nếu cô bác chị em nào thấy hài lòng á thì mua ủng hộ giùm em ha. Mọi chi tiết thêm thì cô bác chị em có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình trực tiếp cho cô bác chị em xem nha. Đó. Hoặc là trên Zalo em cũng có đăng bài trên đó, Facebook cũng vậy ha. Đó. Thì bữa nay em cũng đi hai em về Bình Định quá nha. Hay như mình định. Thì động cơ này giá của nó trên 30 triệu quá anh chị em. Ha, trên 30 triệu. Thì có anh chị em nào xem mà thấy hài lòng thì mua ủng hộ giùm em ha. Còn nếu thấy mắc thấy rẻ thì xem cho vui thôi. Thì hôm bữa em cũng có quay mấy động cơ giá bình thường quá anh chị em, 25 triệu, 27 triệu, 23 triệu tùy theo con máy quá anh chị ha. Nhưng mà con này là giá trên 30 nha. Rồi, em cảm ơn rất là nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.